Từ tối ngày hôm qua tới ngày hôm nay, thêm một cái chuyện bị tàn phá nữa. Lửa cháy ở nghe Oak Fire đang cháy lên cấp đôi, trở thành 14.000 mẫu đất đang bị cháy. Đây là một trong những cái cháy lớn nhất ở trên Hoa Kỳ trong lúc này. Lửa đi tới đâu, cháy thui rụi hết, không còn gì cả. Lửa cháy này, nó cháy càng ngày càng nhiều, từ tối hôm qua tới bây giờ. Trong năm nay, lửa cháy này rất là nặng. Đó là ngay thành phố ở bên California, Mariposa. Có hơn 6.000 người sống ở xung quanh chỗ này, buộc phải rời khỏi. Cả luôn ông thống đốc bên California cũng đưa ra nói là tình trạng khẩn cấp ở bên đây. Trong lúc này, không có nhìn thấy khá gì để mà chặn lại cái lửa trái này hết. Lửa cháy nhiều khói bay đầy trời có thể nhìn thấy từ ở ngoài không gian nhìn vô đây là những âm thanh mới của về mùa hè năm nay đó là những tiếng cháy cháy của những cây khô tới xương luôn ở chỗ này ở bên Cali nằm trong cái tình trạng bị hạn hán, khô khan hởm trại. Và bên đây, nhiệt độ sắp tới đây càng ngày tiếp tục càng lên cao. Ở đây có hơn 2.000 người chữa lửa liên tục đang cố gắng chữa trái bên đây và đang cố gắng để dập tắt ngọn lửa này. Có gần cả ngàn cơ sở làm ăn, nhà cửa đang bị đe dọa. Đội chữa lửa ở đây không có nhiều người, cho nên những nhà ở đây đang gặp nguy hiểm có thể cháy. Rodney video Ông này, nhà của ông ở đây, ông đã quay phim được, nhìn thấy trái, mất hết tất cả, không còn gì hết. Cái nhà mà của gia đình của ông có nhiều đời ở chỗ này. Trái hết trơn. Cả luôn những cái xe quý giá collection của ông cũng bị trái rồi. Is from his ông chỉ còn đó là những người sống xung quanh của ổng ủng hộ cho ông để tiếp tục thôi. I got 50 ông ta nói, trong lúc này tôi nhìn thấy như vậy rất là buồn. Tôi cũng có khoảng chừng 50 cái message của bạn bè gửi vô trong điện thoại. Và hiện tại tôi đang cố gắng để đứng vững đây. Cũng không biết như thế nào kế tiếp nữa. Ngày hôm nay, thêm một cái cộng đồng nhỏ chỗ này đã bị cháy như vậy. Họ hy vọng là được cá chút xíu về cái ngọn lửa này mà họ không có thể nào kiểm soát được.